Ngày 14 tháng 12 năm 2011, bà Bùi Tố Loan mang 100,12 chỉ vàng đến gửi tại ngân hàng Exibank Hà Nội. Tiếp đó một ngày sau, bà Loan lại mang thêm 30 chỉ vàng đến gửi tại ngân hàng này. Sau đó, đến ngày 12 tháng 10 năm 2013, bà Loan đã đến ngân hàng rút 100,12 chỉ vàng ra. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2017, bà Loan cầm chứng chỉ huy động vàng đến để rút nốt 30 chỉ vàng còn lại, thì được báo là số vàng này đã được rút. Như vậy, chứng chỉ huy động vàng trong tay bà Loan trở thành vô giá trị. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Đức, bà Loan đã liên hệ cung cấp thông tin cho truyền hình Thông Tấn qua điện thoại. Tức là tháng 8 năm 2017 vừa rồi, tôi có cầm quyển sổ tiết kiệm của tôi ra ngân hàng Exibank 19 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thế thì khi tôi làm thủ tục rút vàng thì các cô ở ngân hàng nói rằng là cái sổ này của tôi đã tất toán rồi và tôi có giấy báo nợ hoặc là giấy báo báo mất sổ, nhưng mà tôi chưa hề báo mất sổ, tôi không hề báo nợ sổ và ngân hàng cũng không tìm thấy có một cái giấy tờ gì về báo mất sổ nợ sổ, mà hiện nay sổ gốc thì tôi vẫn cầm trong tay. Bà Loan đã nhiều lần liên hệ với ngân hàng Exibank yêu cầu giải quyết, nhưng 7 tháng trôi qua, bà Loan vẫn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Tôi yêu cầu là ngân hàng photo cho tôi thì có một cái phiếu chi mà có chữ ký của tôi, nhưng mà toàn bộ cái phần viết trên là do ngân hàng, nhân viên ngân hàng viết mà tôi không hề biết cái phiếu chi này. Nên tôi khẳng định là cái phiếu chi này là lừa tôi để ký vào rồi nhân viên ngân hàng tự động điền vào sau khi tôi đã ký. Chứ nếu tôi biết ngay lúc đấy thì tôi đã kiện ngay lúc đấy và tôi không bao giờ tôi ký vào. Theo các luật sư, thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều các vụ việc tương tự. Người dân vẫn giữ sổ tiết kiệm của ngân hàng, nhưng khi đến ngân hàng lại không rút được tiền, tài sản do nhân viên của ngân hàng đã lợi dụng tín nhiệm, lừa người dân ký vào một số giấy tờ. Còn các ngân hàng thì tìm cách đun đẩy trách nhiệm. Nếu nói về nguyên tắc thì cái kẻ phạm tội, cái người chiếm đoạt người ta chịu, nhưng đấy là chịu với nội bộ, chịu với pháp nhân ngân hàng, chứ không thể nào lại mang ra để chịu đối với lại khách hàng được. Ngân hàng sẽ là người đầu tiên cũng như là cái người cuối cùng phải chịu trách nhiệm về an toàn, chịu trách nhiệm chi trả đầy đủ cho cái người gửi tiền. Thế còn ông quản lý không tốt, ông kiểm soát không tốt thì sẽ phải chịu cái hậu quả, đấy là đi giải quyết nội bộ, xử lý những cái trách nhiệm nội bộ mà chính là do trách nhiệm của mình gây ra, chứ không phải khách hàng không có lỗi trong cái việc sai trái của cán bộ ngân hàng mình. Truyền hình Thông Tấn đã nhiều lần liên hệ với ngân hàng Exibank nhưng vẫn chưa có được thông tin chính thức từ phía ngân hàng. Có thể thấy, một bài học lớn mà mọi người đều nên lưu ý đó là không ký khống vào bất cứ tờ giấy trắng nào, cũng như không ký vào bất cứ giấy tờ nào của ngân hàng nếu chưa có đầy đủ chữ viết.